Mến chào quý khán giả đang đến với chương trình Thời sự TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất. Nga tung đòn chí mạng khiến lính tình nguyện Ukraine kinh hãi. Bãi tập Yaroviv tại tỉnh Lviv của Ukraine nằm cách biên giới Ba Lan 25 km. Nơi đây là điểm trung chuyển cho những người lính tình nguyện nước ngoài muốn đến Ukraine để chiến đấu với Nga. Thông tin này do nhà báo người Mỹ cung cấp. Nhà báo Peterson ngày 13 tháng 3 viết trên trang Twitter lực lượng hàng không vũ trụ Nga đang tiến hành một cuộc tấn công khủng nhằm vào bãi tập Yaroviv, nơi được cho là địa điểm tập kết và huấn luyện bổ sung cho lính tình nguyện nước ngoài đến Ukraine chiến đấu. Như các phương tiện truyền thông Ukraine đưa tin, không quân Nga đã phóng 30 tên lửa có dẫn đường chính xác vào khu vực này, làm chết và bị thương nhiều người, cũng như phá hủy cơ sở hạ tầng ở đây. Cuộc tấn công chính xác bằng vũ khí của không quân Nga đã dẫn đến những người lính tình nguyện đến Ukraine mất tinh thần chiến đấu. Cũng theo Peterson, trong số 200 chiến binh, chỉ có 30 người bày tỏ mong muốn tiếp tục tham gia vào cuộc chiến, số còn lại từ chối. Theo nhà báo phản ánh, các trí nguyện quân phàn nàn về việc hết lương thực và nước uống, thiếu vũ khí đạn dược và quan trọng nhất là thiếu các tiện nghi của nền văn minh phương Tây. Ông cho biết có một bầu không khí ảm đạm trong hàng ngũ các chiến binh và cuộc tấn công của tên lửa Nga đã làm mất tinh thần của số quân tình nguyện quốc tế này. Vì cuộc chiến tại Ukraine quá kinh khủng, không giống như những gì họ trải qua. Đây là suy nghĩ của một cựu binh của lực lượng đặc biệt Mỹ từng tham chiến tại chiến trường Afghanistan. Trước đó, chính quyền tỉnh Lviv thông báo rằng 35 người đã trở thành nạn nhân của vụ tấn công tên lửa của Nga và 134 người khác bị thương trong số đó được cho là có những người nước ngoài được cử đến đó để huấn luyện. Lầu Năm Góc đã bác bỏ tuyên bố này, nhấn mạnh rằng tất cả lực lượng quân đội Mỹ tham gia huấn luyện cho quân đội Ukraine trước đó đã rời khỏi lãnh thổ Ukraine từ lâu. Có thể chính quyền Kiev đã đưa những người lính tình nguyện bình thường để làm chuyên gia huấn luyện. Còn trong cuộc họp báo chiều qua, người phát ngôn chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenko cho biết, cuộc tấn công của quân đội Nga và lực lượng dân quân Lugansk và Donetsk thân Nga vẫn tiếp tục ở Donbass. Trong ngày qua, lực lượng dân quân LPR đã chiếm thành phố Popasnaya, đây cũng là thành phố cuối cùng của tỉnh Lugansk, nằm trong tay quân đội Ukraine bị dân quân thân Nga chiếm giữ. Trong khi đó, lực lượng dân quân Donetsk vẫn tiếp tục siết chặt vòng vây ở Mariupol, từng bước giành quyền kiểm soát các quận của thành phố, đồng thời tiếp tục sơ tán dân thường ra khỏi khu vực chiến sự lực lượng phòng không và không quân Nga tiếp tục kiểm soát vùng trời Ukraine. Trong ngày, họ đã bắn rơi một máy bay cường kích Su-24 và 11 máy bay không người lái, trong đó có hai chiếc Bayraktar TB-2. Lực lượng tác chiến, chiến thuật và binh chủng tiếp tục tấn công vào các cơ sở hạ tầng quân sự, tiêu diệt 46 mục tiêu, trong đó có 3 sở chỉ huy, một hệ thống phòng không, hai kho và 33 khu tập trung quân trang của quân đội Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. 3.736 cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine đã bị phá hủy, trong đó có 100 máy bay, 139 UAV, 1.234 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 122 hệ thống tên lửa phóng loạt, 452 pháo dã chiến và súng cối, 1.013 đơn vị xe quân sự. Hiện chiến dịch quân sự của Nga vẫn tiến hành đúng kế hoạch.